Bạn, hôm nay mình sẽ trở lại với cái bài mà làm thế nào tìm được cái serial number của camera và cái verify code của cái camera mà EZ hoặc là camera Hikvision, mà cái tem của nó mà chúng ta nó có thể bị rách hoặc bị vỡ mà không thể nhìn thấy cái mã QR code hay là cái verify code của nó, thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì sau khi tìm một hiểu thì mình thấy một cái số thông tin là bắt buộc phải gửi về cho hãng, gửi cả cái con camera gửi về hãng để họ tìm, thì cái cách đó thì rất là mất nhiều thời gian. Thì qua tìm hiểu là mình đã tìm ra một cách hay hơn đó, như này. Đầu tiên thì các bạn có thể tìm trên website hoaphuongcamera.com và cái bài viết về tìm lại mã xác thực verify code và serial number của camera EZ hoặc Hikvision. Thì đầu tiên chúng ta bước 1 là chúng ta cần phải tải cái SADT tool về. Đó. Tải tại đây. Đấy, chúng ta tải cái SADT tool về. Tải bản mới nhất đi. Rồi, ok. Sau đó là chúng ta tải cái IVMS 4200. Đó. Chúng ta tải cái bản IVMS 4200 này nhá. Bản này bản AC này là Access Control, là không phải này. Cái bản này rồi dành cho máy Mac này. Đây, nếu mà bạn dùng Windows thì bạn dùng cái tải 4200 này. Ok. Sau khi tải xong thì chúng ta reset coi con camera. Và ta dùng bật cái SADP tool lên. Ok, lúc này thì SADP tool nó đã thông báo là cái con camera EZ của mình đây. Chưa được active vì chúng ta reset mà, nó sẽ chưa active. Thì lúc này là chúng ta sẽ điền cái mật khẩu. Và thử điền là ABCD 1234 nhá. Mình kiểm tra lại cáp lốc một chút. Rồi, ABCD 1234 active. Đây, nó đã báo là thiết bị đã active thành công. Ok. Rồi, chúng ta nhìn đây là IP của con cam là 192.168.1.36. Rồi, ok, chúng ta mở cái IVMS 4200 lên. Rồi, chúng ta tìm thiết bị online. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái .1.36 là con cam EZ của mình này. Chúng ta ấn gán. Đặt tên là gì đó, cam đi. Username là admin này. Mật khẩu là chúng ta vừa đặt là ABCD 1234 này. Đây là mật khẩu nhé, chứ chưa phải là cái mã verify code. Cái chúng ta cần tìm đó là cái serial number và verify code. Nếu mà serial number chúng ta có thể nhìn ngay ở đây. Đây nó sẽ là từ số từ chữ E này 2 3 4 3 5 4 6 4 chẳng hạn, đó chúng ta có thể tìm đấy serial number, nhưng mà ta cần tìm cái quan trọng là cái verify code. Rồi, ok, trạng thái đã online, như vậy là chúng ta điền mật khẩu thành công. Rồi chúng ta bấm vào cái biểu tượng cài đặt này, cái hình cái bánh răng này, đó. Rồi chúng ta vào bảo trì hệ thống và xuất file cấu hình. Chúng ta chọn xuất file cấu hình nhé. Rồi chọn cái thư mục cần xuất. Chúng ta xuất ra desktop đi, đặt tên là một đi. Save vào. Rồi ok, xong, chúng ta ngoài quay trở ra desktop này. Đây cái file file một của mình đây. Ấn chuột phải này. Chọn open with này. Hãy mở bằng cái notepad nhé, nếu bạn chưa chưa có thì bạn hãy kéo xuống này. Tìm cho mình cái notepad đấy. Rồi đây là cái file ra, chúng ta sẽ nhìn thấy là đây có cái dòng, chúng ta kéo sang bên trái, kéo sang phải. Đây chúng ta có serial number là E2443. Rồi kéo tiếp. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy mật khẩu chúng ta vừa đặt là ABCD 124. Tiếp tục kéo tiếp ạ. Rồi tuyệt vời, chúng ta đã nhìn thấy verify code. Và đây chính là verify code nhé. Đó. Thì lúc này là các bạn hãy cài lại bình thường, reset con camera và cài đặt lại như bình thường, điền verify code và điền cái số serial number này vào. Thế là xong. Rồi. Rất là nhanh đúng không ạ? Chúng ta không cần phải gửi camera cho hãng nữa. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn.
Các bạn nhấn like, subscribe và chúng ta sẽ theo dõi những clip thú vị hơn, tiếp tục hay hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn.